Cuối tuần là thời điểm nhiều gia đình có kế hoạch vui chơi, nghỉ ngơi. Không biết là thời tiết hôm nay ở Nam Bộ thì có bớt nóng không chị Phương Ly? Dạ vâng ạ, xin chào ngày mới quý vị khán giả. Dù chiều tối nay thì một số nơi sẽ có mưa dông nhưng với lượng nhỏ và sẽ dứt nhanh. Trước đó thì Nam Bộ vẫn nắng nóng trên diện rộng đấy ạ. Những nơi nóng nhất hôm nay như tại Đồng Phú, Thủ Dầu Một và Biên Hòa với mức nhiệt cao nhất 38 độ C. Còn những nơi khác như Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh xuống đến miền Tây Nam Bộ như là Châu Đốc, Cao Lãnh, Vĩnh Long, Sóc Trăng và Cần Thơ 35 đến 37 độ C. Chỉ ít nơi như là tại Bạc Liêu, Cà Mau và Phú Quốc thì không đến mức nắng nóng 34 độ C. Thành phố Cần Thơ cũng là một trong những nơi nắng nóng trong dịp cuối tuần, thậm chí là nhiệt độ vào ngày Chủ nhật cũng cao hơn ngày hôm nay ở mức là 36 độ C. Không khí chỉ dịu mát về đêm và sáng khi mà nhiệt độ giảm nhanh còn 26 đến 27 độ C. Đảo Ngọc Phú Quốc chiều tối nay mưa dông có thể xuất hiện nhưng không giúp giảm nóng. Nhiệt độ hai ngày cuối tuần cũng sẽ khá cao, 34 độ C. Quý vị chúng ta nên hạn chế các hoạt động ngoài trời, nhất là tắm biển trong khoảng từ 11 đến 15 giờ khi mà nắng mạnh nhất. Chuyển sang thời tiết biển, dự báo là vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, Cà Mau, Kiên Giang, dịp cuối tuần này có thời tiết đẹp, trời không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ biển êm, ủng hộ cho mọi hoạt động hàng hải.